Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em. Và hôm nay em lại mới về một chiếc đồng hồ của thương hiệu Rolex. Và ở đây thì em sẽ có là một cái chiếc Rolex với size 36mm, có mã là 116233. Và chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng và nó chỉ còn hộp, không còn thẻ anh em nhé. Vì anh chủ cũ trong quá trình sử dụng đã làm mất thẻ rồi. Chiếc này của em thì sẽ có là series M. Anh có thể thấy luôn ở đây. Đây là M201147. Đó. Về series M thì anh em có thể biết được cái năm sản xuất của chiếc đồng hồ này là năm 2008. Với một thời gian cũng khá là dài rồi, nhưng mà em nó sẽ còn một cái tình trạng cũng khá là mới. Đó. Cũng có vài sự vết xước răm li ti nhưng mà không đáng kể. Đó. Em này thì sẽ có một cái mặt màu mặt trắng, men trắng. Và cái mặt này nó sẽ nhìn rất là trong. Đó. Và các thông tin như kiểu là đồng chữ Rolex này và Oyster Perpetual chữ đế chốt sẽ được in lên cái mặt men này, và các cầu số và cùng một cái logo ở đây thì sẽ là gắn nổi lên mặt số. Các cầu số này là gắn kim cương anh em nhé. Góc 3 giờ là sẽ là ô lịch ở đây như Swiss Made này, và toàn bộ mặt mặt trong liền đều được chạy chữ Rolex vòng quanh hết. Đó. Góc số là số series. Chiếc này thì là mặt kính sapphire nguyên khối được làm cao lên so với phần liềm, và mặt kính này thì sẽ có một cái logo ẩn ở bên dưới này. Thì những cái mặt kính nào mà còn logo thì sẽ là mặt kính zin. Phần lúp cũng anh em nhìn cũng khá là tinh tế. Phần liềm và phần dây sẽ là đềm sẽ là vàng 18K màu yellow gold, và anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một các liềm khía ở đây. Liềng khía sẽ tạo lên cái hiệu ứng rất là đẹp khi mà anh em di chuyển trên đồng hồ. Phần thân sẽ là thân thép 904, vẫn còn khá là mới. Đó. Bên này thì em xong một cái lúm đây nữa. Đây là lúm vặn cổ trai, và chúng ta sẽ có một cái logo ở đây. Ok, thì em sẽ vặn thử để chỉnh chức năng cho anh em xem nhé. Anh sẽ mở lúm này lên con tay và rút ra một lớp là chỉnh lịch, thứ hai là chỉnh giờ. Em sẽ vận qua 12 giờ để chỉnh lịch. Khi làm mà qua 12 giờ đêm nhé, thì đồng hồ nó sẽ nhảy lịch. Đó. Nó đầu tiên thì sẽ chỉnh lịch. Anh em nhìn cái ô lịch nó sẽ zoom, được zoom rất là rõ. Ok, thì em sẽ đóng lại. Anh em vừa ấn vừa xoáy thì cái lúm này nó sẽ vào hết. Phần dây cũng được làm khá là đẹp. Đây là bộ dây Jubilee nổi tiếng của đồng hồ Rolex, và hai chỉ bên ngoài này chúng ta sẽ có phay xước và là thép đặc 904. Khóa sẽ là khóa bấm gập một bên, chúng ta sẽ có là khắc đường khắc CNC ở đây. Đó, rất là rõ ràng. Bộ dây Jubilee cùng với khóa này đeo rất là đẹp vào ôm tay. Mặt trong dây chúng ta sẽ có là đánh phay xước hết toàn bộ. Đáy sẽ đáy kín đặc trưng của Rolex. Chiếc này thì sẽ sử dụng bộ máy là 3135, có 31 chân kính, tần số dao động là 28.800, và thời gian truy cốt của chiếc đồng hồ này là 48 tiếng, sai số một ngày là khoảng tầm cộng trừ 1 đến 2 giây. Đó, một bộ máy rất là chính xác. Ok, thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này. Đó, lên tay em, đây là một dòng sản phẩm Freesize. Đây là lên tay rồi anh em, tay vừa, to, nhỏ đều đeo rất là đẹp. Tại vì nếu mà anh em tay to ấy, thì đeo cũng được, nhưng mà nếu mà to quá thì lên đeo 41, còn to vừa vừa thì đeo 36 nó sẽ tôn lên cái dáng dress watch. Ok, thì bên em đang bán chiếc này một chiếc hàng đã qua sử dụng, còn tình trạng còn rất là mới. Bên em đang bán một cái giá rất là tốt. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp sau lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em thì có thể để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em. Chiếc này bên em đang bán khoảng tầm 190 mấy triệu. Em sẽ quay qua tổng thể một lượt cho anh em xem nhé. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và gặp lại anh em.